Yo, đây là Underground Talk Show. Và đây là Thái Sơn Big Box. Đây là Lăng LD, man. Hold up. Yo, tìm phải cách khởi xướng nguồn cảm xúc bằng nhịp phách và lách luôn khỏi vạch phân cách. Buồn thân trách từ pháp từng phân khúc ngăn lại đường chân bút thể hiện từ nhân cách. Cái số hay lấy bản thân thách đố cố lấy thứ xứng đáng với ước muốn vốn có. Muốn nhìn lên chỉ một lần chạm đến hay đang hơn khi quên rằng ngước xuống khốn khó. Với người dùng mình là phù nhìn qua cách nhìn hình thù. Con tim có ánh sáng đánh đổi tầm nhìn mù. Lương tâm sống chính đáng ngân ngoán và tình thù. Chỉ theo đuôi cái tự phụ lợi ích kỷ do cách sống tới tích lụy. Thay đổi hay cho bỏ bản thân đó ích kỷ. Quốc ước đến lúc cố gắng những thứ cần thiết hơn. Đó là học cách xin lỗi và nói là biết ơn. Yeah. Check. Đến đêm mất khoảnh khắc đành không chắc ra sao thì không trách. Sông sắc bên trong mắt tìm sự tự do tâm hồn phải trong sạch. Đừng ô nhiễm như sông rạch khi sâu trong lá sờ sờ như không vạch. Đổi góc nhìn là dễ nhất. Tiếp tục thức dậy thật sớm vào ngày mai để tận hưởng một ngày dài dù đêm nay ngủ trễ giấc. Ngân hàng báo tài khoản phải nhận thêm vài món tiền ảo liền lao vào ngốn nghiền não. Cười trong sự phiền não. Hào quang nhân tạo huyền ảo. Là mày đang làm trò hề hay là thành trò hề cũng chỉ dễ dàng khiến mình khác nhau tốt nhất. Chưa ngừng lại đừng dại mà cười kẻo nhìn lại mình vào vai cái khát khao. Yes. Yeah. Thằng con trời đánh nay con mê bồ đà nhưng mà đâu quậy phá hay là chơm đồ nhà. Sống như là con gấu banh đa không phải xin thỉnh cầu cho một lần được chỉnh màu nhưng lại muốn đưa hết nỗi sầu lên tới đỉnh đầu. Màu ơi dĩ đâu con nhớ những ngày con còn nằm nôi. Con không quỳ giữa thiên hạ, con quỳ khi mẹ cầm roi. Ladies and gentlemen, Lăng LD and Tyson motherfucker.